Xin chào các bạn. Hôm nay Tiết làm món xôi cút. Nhưng mà tại vì cũng lần đầu tiên làm nên không biết nó có ngon hay không, nên Tiết không có quay cái phần mà Tiết trộn với nhân này. Thì để một chút nữa Tiết sẽ nói kỹ hơn là có những cái gì gì trong này. Thì tạm thời sau khi mình làm xong cái nhân này á, mình nếm rất là ngon. Thì còn một khâu nữa là Tiết sẽ dò cái nhân này, xong rồi Tiết sẽ làm nếp và sẽ đem đi nấu cái xôi cút. Khi mà mình nấu xong, mình ăn xong mà mình thấy ngon thì Tiết sẽ chia sẻ cho các bạn biết làm như thế nào nha. Thì bây giờ tạm thời là Tiết sẽ dò cái nhân này trước. Thì cái nhân này á, thì mình dò cục lớn cục nhỏ thì tùy theo ý thích của mình thôi. Nếu mình thích cái cục xôi mà nó bự á, thì mình nhân nhiều thì mình cho cục nhân nó bự một chút. Mẹ cỡ này được chưa mẹ? Bự quá, cục nếp cho mà đọc nữa. Mẹ nói bự quá, nếu thêm cục nếp nữa thì nó sẽ rất là bự. Nó bự quá mình đọc không được á. Tiết thì Tiết thích ăn nhân nhiều mà nếp ít, nên mình sẽ do cục nhân vừa cỡ này thôi. Xong mình lấy cục nếp mình bọc lại. Nếu mà cục nhân bự quá thì mình sẽ dùng nếp rất là nhiều để mình bọc lại nó. Đó. Đây. Trong cái nhân này á là có đậu xanh. Đậu xanh lột vỏ và có thịt nạc heo và có tiêu, muối, đường với lại hành phi và dầu ăn. Thì để làm như thế nào thì một chút nữa Tiết sẽ nói cho các bạn nghe tận tình hơn. Giờ mình sẽ nắn cái này trước. Còn cái phần nếp nữa, một hồi Tiết sẽ làm nếp. Thay vì người ta làm nếp bằng có cái màu xanh xanh là người ta xay cái rau gì đó bên Việt Nam, ở đây mình không có cái rau đó, thì Tiết sẽ làm bằng lá dứa. Tiết sẽ lấy cái màu lá dứa chứ làm thành cái màu nếp màu xanh đó. Cái nhân này nè ngon lắm luôn các bạn. Tiêu phải cho nhiều, thật nhiều trong đây. Đây là cái phần nhân mà Tiết mới vừa nắn xong nè các bạn. Nó cũng nhiều lắm đó nha, nãy Tiết không có đếm. Cái này là bột nếp nè các bạn. Thì Tiết bỏ khoảng một bịch bột nếp nha. Tại nãy Tiết có nửa bịch trước rồi, thì Tiết bỏ thêm nửa bịch này nữa, là khoảng một bịch. Thì cái nếp á là tùy theo mỗi người. Nếu mà mình thích ăn nếp nhiều thì mình sẽ do cái cục nếp nó dày một chút để mà mình bọc vô cái nhân. Còn ai muốn ăn nếp ít á thì mình sẽ lấy cục nếp vừa đủ bọc cái nhân thôi. Thì một bịch bột nếp á ở bên Mỹ này á là cỡ 400g là một bịch. Thì mình pha nước sôi vô để xong rồi mình nhồi cái bột để mình, nhưng mà mình phải canh cho có cái độ dẻo. Bây giờ mình sẽ chế nước sôi vô cái tô này với cộng với lá dứa nha các bạn. Làm gì vậy? Xôi cút. Đó. Xôi cút hả? Ừ. Đây là cái nước cái nước lá dứa mà mình lấy nước sôi mình chế vô. Cộng màu lá dứa. Trời ơi, cút cam nè. Rồi bây giờ Tiết sẽ chế vô cái phần bột này. Cái lượng nước bao nhiêu thì là khi mình chế á, mình canh nó vừa vừa thôi là mình sẽ nhồi nó. Ây da. Không đâu rồi. Không đâu. Đó, mình sẽ quay như vậy mà mình thấy bị thiếu nước á, mình sẽ chế thêm nữa. Làm gì? Cho bỏ về. Em có thắng. Cho bỏ về gì? Họ cao lắm. Cái này á hả? Chú muốn uống cái này á hả? Giờ Tiết sẽ chế thêm nữa. Hồi nãy cũng thử rồi đó. Thank you.
cái thử cái bột nè các bạn. Đó. Cái bột bây giờ là đã dẻo rồi nè. Giờ bắt đầu mình sẽ nhồi nó. Giờ tôi sẽ cho thêm một chút xíu nước nữa. Nóng quá, nóng quá. Thôi. Trời có ẻm thế. Dì Thanh đi ra ngoài sân chơi các bạn. Nó kêu là Thanh ơi, vô lạnh mũi cắn. Nghe không Thanh? Vô lạnh mũi cắn. Vô lạnh mũi cắn chú. Thấy bột nó hơi dính nên tí sẽ cho thêm một miếng bột khô vô nữa. Hồi nãy giờ Tiết nhồi cục bột nè các bạn. Bây giờ là, nhưng mà mình phải nhồi rất là kỹ luôn để cho cục bột nó mịn á. Sau khi mình nhồi xong thì cục bột nó dẻo. Nó dẻo. Đó, nó phải như vậy nè. Là bắt đầu bây giờ Tiết sẽ ủ khoảng trong vòng 15 phút cho tới nửa tiếng nha, cho cái bột nó nở ra, rồi bắt đầu mình mới đem đi nắng cái cục bột này. Cái bột này là sau khi Tiết ủ gần nửa tiếng đồng hồ, bây giờ Tiết sẽ nắng cái cục bột này nè các bạn. Giờ mình sẽ bắt tay vô mình nắng đây. Này mình nắng giống như mình nắng chè cho nước vậy đó. Đây, mình sẽ bỏ cục nhân vô. Rồi mình sẽ tấm lại. Xong. Mà cục bột này, cái này chắc Tiết sẽ lấy bột ít thêm chút nữa. Bây giờ là Tiết đã nắng xong hết cái phần bột với nhân rồi nè các bạn. Và bây giờ Tiết sẽ đem đi hấp. Nhìn đẹp ha, màu xanh lá dứa. Nhìn tròn tròn dễ thương. Chú Linh, chào cô chú. Xin chào cả chú. Giỏi. Đây cho làm nè em. Em muốn làm gì? Em làm chuyện đó. Ok, chúc mà mẹ nấu sao em có ăn không? No. Sao vậy? Chú con cháu quậy đút cháu ăn kìa. Quậy đút cháu em ăn nha. Nè con chào cô chú cái đi. Nè giơ tay lên. Chú Linh. Con chào cô chú. Con tên gì? Con tên Nguyễn nè. Con tên gì? Con tên gì? Ok. Bây giờ cái này là cái nồi hấp nè các bạn. Nước đã sôi.
Tiết bây giờ Tiết sẽ bỏ nếp vô cái phần này trước nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ rải một cái lớp nếp phía dưới đây. Đó. Mình sẽ rải một cái lớp nếp mỏng ở dưới đây trước. Rồi bây giờ Tiết sẽ bỏ cái phần nhân vô đây. Mà mỗi một cái nhân như vậy mình phải cách xa nó chút xíu, mình đừng có để gần. Để một hồi nữa khi mà mình lấy ra không có bị dính với bể cái bánh á. Cái này chắc phải hấp. Vậy là cái này phải hấp chắc phải 3 lần mới hết cái đống nhân này quá. Bây giờ Tiết sẽ rải nếp lên đây. Đây là lúc nãy giờ Tiết đó mình đã làm xong rồi các bạn. Giờ Tiết sẽ đem đi hấp nữa. Đây các bạn, đây là cái dĩa xôi cút mà Tiết mới múc từ trong nồi ra. Thì nếp không có nhiều, tại vì Tiết ngâm nếp không có nhiều á. Tại nhà Tiết sợ ăn nếp nhiều quá bị ngán nên không có nhiều, nên thấy hơi ít nếp. Nhưng mà một chút nữa Tiết sẽ ăn thử coi cái nhân với lại cái nếp coi nó có vừa ăn không, rồi Tiết sẽ view cho các bạn coi ha. Bây giờ hai vợ chồng Tiết sẽ ngồi ăn cái xôi cút này ở ngoài trời. Và mình đang ngồi phía trước nhà cái cầu thang đó các bạn. Để ăn ở ngoài trời, trời mát quá. Để mình nhìn hoài muốn ăn lắm hả? Cái này trứng thỏ mà làm sao chơi cái trứng gì? Cái này gì? Xôi cút qua cho ngoài trứng thỏ hả? Ổng nãy giờ ổng lo ổng leo núi đó các bạn. Ổng mình nấu xôi cút trong này ổng đâu có biết đâu. Bây giờ là anh ăn thử đi rồi anh cho em biết là nó có vừa ăn không. Ngon. Ngon. Cái nhân nó vừa ăn không? Ngon. Xong đẹp bây giờ. Ừ các bạn. Ngon. Dạ. Ngon. Rất là ngon. Thì bây giờ là kết quả là rất là ngon. Thì Tiết sẽ chỉ các bạn nấu cái nhân nha. Hồi nãy giờ Tiết có quay cái cách làm nhưng mà cái nhân thì Tiết chưa có chỉ. Thì bây giờ Tiết sẽ nói luôn là các bạn nghe cố gắng, nếu mà mình thích cái món này muốn nấu á, thì các bạn cố gắng nghe cho kỹ giùm Tiết ha. Thì trong cái nhân này á biết cái nào chẳng điện thoại sắp hết pin nè. Trong cái nhân này á là Tiết ngâm á là một bịch đậu xanh cà, là đậu xanh không có vỏ, ký muối xong rồi ngâm từ 6 tiếng, là ít nhất các bạn phải 6 tiếng trở lên. Bịch đậu xanh cà và nếp, thì nếp Tiết không có nhớ Tiết múc mấy chén nữa mà chắc cỡ 4-5 chén nếp gì đó, thì mình cũng ngâm qua đêm luôn. Đậu xanh Tiết cũng ngâm qua đêm luôn rồi. Gì nữa ta? Rồi xong rồi bắt đầu mình mới đem đi hấp cái đậu xanh đó. Cái đậu xanh đó mình hấp cho mình tới khi nào mình rồi nó mềm, thật là mềm luôn. Rồi mình để nó qua một bên. Còn cái phần thịt á là Tiết lấy thịt nạc Tiết luộc với lại muối với lại tiêu, luộc khoảng nửa tiếng cho nó mềm. Xong rồi Tiết đem đi xay cái thịt đó, mà mình không có xay nát nha, mình chỉ xay cho nó tơi, miếng thịt nó đều ra thôi, mình không có xay nát. Xong rồi Tiết mới lấy củ hành tím, Tiết sắc nhỏ mỏng ra, thì mình phi hành tím với lại dầu ăn, mình phi cho nó vàng lên. Là bắt đầu mình lấy cái đậu xanh á với thịt mình trộn chung. Thì trong lúc mình trộn á, mình phải nêm nè, muối và đường, chỉ hai cái, muối, đường và tiêu. Thì đặc biệt cái nhân này á, các bạn phải nêm cho nó mặn, nó phải mặn. Mà không, khi các bạn nếm cái nhân không mà các bạn cảm thấy nó vừa ăn á, nó phải mặn hơn cái vừa ăn á, thì bỏ vô cái cục bánh, cái cục nhân này á, nó mới vừa ăn. Là tại vì cái nếp của mình nó đã lạc và cái xôi nó cũng lạc nữa. Nếu mình nêm cái nhân vừa ăn á thì cái này nó sẽ bị lạc và tiêu phải nhiều. Xong rồi mình sẽ trộn lại những cái hành tím mà mình phi hồi nãy á, mình trộn đều, mình bóp rồi mình sẽ vo lại. Xong mình đem hấp. Anh thấy hơi mặn hả? Tức là tổng cộng bao nhiêu ký muối? Không biết không? Tổng cộng con số là còn bao nhiêu? Nhưng mà các bạn ăn rất là ngon luôn. Nếu mà cái nếp, cái nhân này các bạn nêm lạc á, ăn nó không có ngon. Và phải nêm nhiều, thật là nhiều tiêu vô nha các bạn. Tiêu nhiều, hành tím phi và dầu ăn, mình trộn đều lên, đường và muối. Nó cho em ăn miếng xôi đi, còn cái kia thôi em ăn đi. Sao vậy? Mặn hả?
em thấy ngon mà. Ông này không ăn lạc lắm, tí ăn tí thấy vừa ăn. Thì nếu mình ăn lạc thì mình nêm vừa đủ khẩu vị mình thôi. Nhưng mà tí ăn thì tí thấy rất là ngon. Nghe cái mùi bông thơm quá. Vợ nấu xôi ngồi ăn cái mùi bông thơm quá. Ừ, bông anh trồng quá, ăn kia thơm lắm mà. Ừ, không mà thơm thiệt, mới nghe. Ừ. Ừ. Bông thơm á. Quay cái bông bông. Chút nữa. Nó phải làm liền. Đó. Cái bông đó các bạn, đang ngồi kế cái dàn bông bởi nó thơm quá. Còn mình đang ngồi ngay cái cầu thang nè các bạn. Wow, đẹp ha. Nó hả? Dạ, giờ chồng nó uống mấy lon nước cái này. Rồi. Thôi cảm ơn các bạn coi cái video clip của Tiết bữa nay ha. Thì bữa nay Tiết chia sẻ cái món xôi cút cũng lần đầu tiên làm nên mình cũng không có kinh nghiệm nhiều nên Tiết không có quay kỹ càng. Nhưng mà ra thì rất là ngon. Mình ở nhà hơn một tháng, ông này ông mập ú luôn. Mập đều hết luôn. Xin bye tất cả các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip kỳ sau. Nói gì đây chứ? I love you honey. Bye love.